ngày 20 tháng 8, Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đã tổ chức đoàn đại biểu vào lăng viếng Bác, dâng hương tại các địa chỉ đỏ, khu di tích Phủ Chủ tịch và khu di tích K9. Đoàn đại biểu do đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam làm trưởng đoàn. Đoàn gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và giám đốc các khối nghiệp vụ tại trụ sở chính. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại ngôi nhà số 67 và nhà thờ Bác trong quần thể khu di tích Phủ Chủ tịch và dâng hương tại viện 69. Tiếp đó, đoàn đã tổ chức chương trình về nguồn tại khu di tích K9. Đây là di sản vô giá trong hệ thống di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh và là nơi có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống uống nước nhớ nguồn của Đảng và nhân dân ta đối với Bác Hồ. Hoạt động có ý nghĩa này chính là nhu cầu tình cảm, phong tục tập quán và là sinh hoạt truyền thống nhớ ơn cội nguồn. Đồng thời, những hoạt động này đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.